Đây là bộ chén từ xa này. Đấy, cái niệm rất là độc đáo, cái niệm giống cái tay trúc này. Cái tay cầm cũng giống cái tay trúc này. Ấm này là 300ml nước này. Đây là một bộ ở đầy đủ, còn phụ kiện 4 món. Một ấm 6 chén 7 đĩa. Đây dòng không tráng men đấy. Đây chiếc chén. Âm thanh rất là đanh này. Đây bên trong chưa ấm không trắng đâu. Âm thanh mọi người có nghe thấy rất là đanh đúng không ạ? Một lượt từ trên xuống này. Xuống từ đây này.